Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công dụng của sản phẩm Radiant 60SC nhé. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Thì đối với cái sản phẩm Radiant này là một cái sản phẩm mà bà con chúng ta thường gọi là sản phẩm trái cà ha, trái cà. Tại vì chúng ta thấy có hai cái bàn tay nó bụng trái cà lại nên là chúng ta thường gọi là trái cà. Thì với cái sản phẩm này hôm nay chúng ta sẽ có những cái nội dung chia sẻ như sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ xem tìm hiểu về giới thiệu cái sản phẩm Radiant 60SC. Thứ hai đó là thành phần hoạt chất của Radiant 60SC. Thứ ba là tìm hiểu về cái hoạt chất của cái Radiant 60SC. Thứ tư là cái công dụng của cái Radiant. Và cái thứ năm là cái đặc tính của cái Radiant. Cái thứ sáu là chúng ta tìm hiểu về cái đối tượng phòng trị của Radiant. Và cái thứ bảy đó là ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm Radiant này là gì. Thì cái sản phẩm Radiant 60SC là một cái sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học được chiết xuất độc đáo từ thiên nhiên qua cái quy trình lên men và bán tổng hợp hiện đại nhất. Bà con mình cũng lưu ý đây là một cái sản phẩm mà nó được chiết xuất từ cái cây neem quý vị ha, từ cái cây neem và đem được ủ, và bà con mình thường gọi nó là sản phẩm trái cà. Vì chúng ta thấy đây có cái bàn tay và để cái trái cà lên nâng niu như thế này thì chúng ta thường gọi là sản phẩm có trái cà, và nó có câu slogan là nâng niu vẻ đẹp tự nhiên. Và đây là một cái loại thuốc nó có thế hệ trừ sâu tiên tiến nhất hiện nay. Nó an toàn và thân thiện đối với môi trường, nó rất là an toàn và thân thiện đối với môi trường, đặc biệt các cái loại côn trùng hút chích hoặc là ăn lá ở trên cái cây trồng của chúng ta. Thì cái sản phẩm Radiant nó có cái thành phần là cái hoạt chất đó là cái spinetoram 60g trên 1 lít, và cái dung môi cũng như là chất phụ gia vừa đủ 1 lít. Thì cái spinetoram này là cái gì, chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Và cái dung tích thì hiện nay nó có hai dạng dung tích. Dạng thứ nhất là cái dạng chai 100ml như thế này. Và ngoài ra thì cái dạng gói đó là 15ml. Xuất xứ nó là do cái công ty sản xuất là công ty Dow AgroScience. Đây là một cái công ty tiền thân của công ty Corteva ngày nay. Và chúng ta cũng biết rằng đây là một cái sản phẩm thuốc trừ sâu mà nó thuộc cái nhóm trừ sâu miệng nhai cũng như là trừ cả miệng chích hút. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hoạt chất của cái Radiant 60SC, đó là cái hoạt chất spinetoram. Vậy spinetoram đó là cái gì? Là một cái hỗn hợp diệt côn trùng của hai cái thành phần có hoạt tính gây độc ở thần kinh của cái Saccharopolyspora spinosa. Tức là cái hoạt chất spinetoram này là nó gây độc ở thần kinh, nhưng mà nó gây qua cái đường ngộ độc của cái bao tử, nó ảnh hưởng và nó thấm vào trong máu của côn trùng. Nên là nó có khả năng tiếp xúc cũng như là đi vào trong cái bao tử thì nó gây độc bên trong và nó độc đến hệ thần kinh. Cái spinetoram này đã được sử dụng để kiểm soát côn trùng gây hại trong ngũ cốc, dự trữ và trên cả con mèo nhà. Tức là cái sản phẩm này có thể sử dụng cho cả thú y và trong cái nông nghiệp. Và cái spinetoram nó có cái phạm vi hoạt động rất là rộng và rất cái hiệu quả trong cái việc chống lại các cái giai đoạn phát triển của côn trùng. Tức là nó trừ được các cái giai đoạn của côn trùng chứ không chỉ là ở cái giai ấu trùng non. Và cái spinetoram là hoạt động nó diệt nhanh hơn với cái hiệu quả tốt hơn và thời gian kiểm soát lâu hơn, tức là lưu dẫn kéo dài. Và cái hoạt chất spinetoram này nó rất an toàn đối với côn trùng có ích, có lợi cho cái cây trồng chúng ta, hay còn gọi là thiên địch đó. Và nó là một cái công cụ mới và hiệu quả để diệt trừ các cái dịch hại theo cái giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp. Và cái nữa đó là cái spinetoram này nó kiểm soát côn trùng phổ rộng, nó trừ được cả con bọ trĩ và cái nhóm Lepidoptera với cái tính tồn lưu dẫn tuyệt vời rất là lâu. Và spinetoram nó diệt sâu hại bằng cách là con sâu nó ăn vào, nó gây chất độc ở trong cái dạ dày và nó gây hại đến cái hệ thần kinh của con côn trùng, và nó tiếp xúc giúp tiêu diệt côn trùng nhanh hơn. Tức là nó gây hại bằng hai cách, có thể là tiếp xúc hoặc là vị độc. Và cái spinetoram thì đây là một cái loại thuốc diệt bọ trĩ tốt nhất thế giới hiện nay, với lại cái cơ chế là cái ấu trùng nó xâm nhập bị ảnh hưởng qua cái màng lá tế bào để nó kiểm soát con bọ trĩ. Và cái hoạt chất này thì nó cung cấp cái khả năng kiểm soát lâu dài phổ rộng đối với côn trùng gây hại trên nhiều loại cây trồng. Cái spinetoram này nó có khả năng thấm sâu nhanh chóng và cái công nghệ giải pháp hiện đại. Và cái công dụng của cái spinetoram trong cái hoạt chất của cái Radiant hay là cái sản phẩm Radiant dạng gói 15g đây quý, 15ml đây quý vị. Thì nó diệt trừ các cái loại côn trùng hút chích và cái nhóm cắn lá. Và cái Radiant thì nó có cơ chế tác động khác
với cái thuốc khác, nên là nó diệt trừ được các cái loại sâu hại khó trị và kháng thuốc. Thì nó cái cơ chế tác động của nó là nó trừ cả cái nhớ cái con miệng nhai và chích hút qua cái cơ chế là tiếp xúc hoặc là ăn vào trong bao tử, thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và chết. Và thuốc có đặc tính tiếp xúc và vị độc. Tiếp xúc tức là chúng ta phun trúng, và vị độc thì con sâu, con bọ trĩ nó ăn vào trong bụng và nó hấp thu sâu vào trong cái biểu bì của cây trồng, nên là cái hiệu lực của nó kéo rất là dài. Và nó trừ được nhiều loại sâu hại như là con bọ trĩ, sâu xanh da láng, dòi đục lá, con sâu đục thân, sâu đục bẹ với sâu cuốn lá, rồi sâu đục quả, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng và sâu dễ bùa. Và cái đặc tính của cái radian thì nó có thể là đặc tính đầu tiên mà chúng ta biết, đó là đặc tính về cái tính tiếp xúc. Cái thứ hai nữa là vị độc. Tiếp xúc là chúng ta phun lên con côn trùng, con sâu hại thì nó sẽ tiếp xúc và nó chết, và vị độc thì nó ăn vào nó chết và nó hấp thu sâu vào trong cái biểu bì của cây trồng. Tức là cái đặc tính này rất là quan trọng. Nó hấp thu sâu vào trong biểu bì thì nó hạn chế mưa rửa trôi, cũng như là nó lưu dẫn lâu dài để diệt cái con côn trùng dài hơn, và nó có hiệu lực kéo dài. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đối với cái con, đối với cái sản phẩm radian và cái đối tượng phòng trị hiện nay. Thì cái radian nó phòng trị rất là nhiều đối tượng, đó là con sâu hay là con bọ trĩ. Thì ở đây chúng ta thấy là cái con bọ trĩ trên cây dưa hấu nè, rồi trên cây chè, cà chua, rồi ớt, hoa hồng, nho, xoài, vân vân. Ngoài ra thì nó còn trừ cái con sâu tơ, sâu xanh, bướm trắng trên cây bắp cải, và cái con sâu xanh da láng trên cây hành, đậu phộng, đậu nành, hay là con dòi đục lá trên cây cà chua, cây ớt, và con sâu dễ bùa trên cây có muối, và con sâu đục quả trên cà chua, con sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ trên lúa. Và ngoài ra thì nó còn được sử dụng nhiều loại sâu và bọ trĩ khác ở trên đồng, trên nhiều cây trồng khác nhau. Như là con sâu dễ bùa thì không chỉ ở trên cây có muối không, mà trên cây dưa cũng có khả năng xuất hiện, nên là bà con chúng ta sử dụng cũng rất là tốt. Và về cái hướng dẫn sử dụng thì đối với lại cái sản phẩm radian này thì chúng ta pha một bình 16 lít, đó là 15 ml. Con sâu mà nếu như chúng ta thấy nó ở 1-2 ngày tuổi đó thì mình nên phun sớm, thì chúng ta pha một gói 15 ml cho bình 16 lít, hoặc là hai gói 15 ml cho một bình 25 đến 30 lít, và chúng ta phun ướt đều trên cây trồng với cái liều lượng phun đủ nước là 320 đến 400 lít nước trên 1 hecta. Về cái thời gian cách ly thì cái sản phẩm radian này có cái thời gian cách ly rất là ngắn, nó chỉ cần 3 ngày ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch là được. Và về cái ưu điểm của sản phẩm radian thì radian nó là một cái sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học, có những cái ưu điểm. Thứ nhất đó là nó ít độc cho con người. Thứ hai đó là nó có nguồn gốc từ thực vật và cái vi sinh vật, nên là hầu như nó không độc đối với sinh vật có ích. Và cái thời gian cách ly của nó ngắn, chỉ cần cách ly có 3 ngày thôi là chúng ta có thể thu hoạch được rồi. Nó diệt sâu bọ không có nhanh chóng nhưng mà các cái thuốc hóa học khác, nhưng mà nó an toàn hơn và nó lưu dẫn kéo dài hơn. Nếu bạn muốn cho cái cây rau của mình trồng ra là rau sạch thì hãy dùng cái thuốc trừ sâu sinh học, và cái thuốc radian là một trong những cái giải pháp mà chúng ta có thể lựa chọn. Và cái thuốc trừ sâu sinh học này thì nó được sản xuất bởi công ty Dow AgroScience ở Hoa Kỳ. Mà chúng ta biết rồi, Mỹ là một cái nước rất là nổi tiếng về việc sản xuất cái lương thực an toàn và chất lượng cao. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta cũng lưu ý. Và công ty Dow AgroScience nó là tiền thân của công ty Corteva ngày nay. Ngoài ra thì với cái thành phần chính là cái spinetoram đó, là nó được chiết xuất từ cái lá neem, cái lá cây neem. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta lưu ý là cái sản phẩm này nó có nguồn gốc từ thiên nhiên. Và nó được các nhà khoa học họ mô tả, mô phỏng lại và họ tổng hợp bằng hóa học, giống như là cái cấu trúc của các cái hoạt chất spinetoram trong cái lá neem. Tuy nhiên thì ngoài cái ưu điểm thì đối với cái sản phẩm radian 60HC này nó cũng có cái nhược điểm. Đó là gì ạ? Cái nhược điểm của nó là nó ảnh hưởng đến cái nguồn nước, nên là chúng ta lưu ý là đối với thuốc bảo vệ thực vật hay là đối với lại cái radian thì chúng ta không có xả những cái nước thải có chứa thuốc radian ra các cái kênh mương sông suối. Thì đó là một số cái thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái sản phẩm radian 60HC của công ty Corteva. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.